Yo, xin chào các bà con, cô bác, mọi người gần xa thân mến. Mọi người từng coi men chính cày gắp luyện tập hoặc là mạnh bẩm sinh nhiều rồi phải không? Hôm nay, tôi thấy một bộ dị hợm lắm nè. Thân nhân vật chính của chúng ta nó không có mạnh, mà sức mạnh tự tìm tới nó. Nói chung là thanh niên này được gọi là búp bẩn kinh hồn ấy. Ngồi không hít thở thôi cũng mạnh. Vậy để xem lý do gì mà thằng Trả lại được gọi là búp bẩn thì cùng tụi mình theo dõi những diễn biến chính của bộ phim ngay sau đây nha. À quên, tôi là A Phẩy đấy. Tập 1. Chúng ta sẽ mở đầu phim với phần giới thiệu men chính tên là Seiji Higari, một tên vừa béo vừa xấu vừa lùng, là tâm điểm để cho bạn bè trong lớp body Samsung. Lúc tan học đột nhiên loa phát thanh của trường vang lên, giọng nói ấy tự nhận mình là thần và nói sẽ dịch chuyển toàn bộ học sinh trong cái lớp này đến một thế giới khác để làm anh hùng và chiến đấu với ma vật. Tất cả đều được ban tặng những kỹ năng giống như nhau, như là xem thông tin của đối thủ nè, giám định mục tiêu và một hòm vật phẩm. Giọng nói đó yêu cầu mọi người cần phải bắt cặp. Nếu làm vậy thì sẽ được dịch chuyển đến nơi an toàn tại dị giới. Riêng cái thằng cha Seiji không ai thèm chơi chung nên là ai ai cũng đều được dịch chuyển hết rồi. Có một mình Trả lẻ loi, thế là được giọng nói kia tặng thêm một kỹ năng đặc biệt và sau đó ông cũng được dịch chuyển. Nơi mà Seiji đến là giống một ốc đảo. Ông phát hiện một bầy khỉ thông thái level 120, mà thằng Trả thì chỉ có level 1 thôi. Lúc tụi khỉ bỏ đi thì Seiji đã nhặt được một đống quả gọi là quả tiến hóa và một đống lọ thần dược phục hồi kế bên. Nghe cái mùi là thằng này nó sinh ra ở vạch đích hay sao đó mọi người. Vì đói quá nên là ông nội này ăn một lượt hết 10 quả tiến hóa luôn. Thế là giọng nói thông tin bên trong cứ thế mà báo cáo là kỹ năng của Trả đã được thăng cấp. Mà mọi người không cần quan tâm kỹ năng đó là gì đâu. Phim này cái thằng Seiji nó được bóp ác lắm, cứ hở cái là nó có thêm kỹ năng mới hoặc là được nâng cấp kỹ năng cũ à. Sau đó, một con khỉ thông thái đã tấn công Seiji. Vì sở hữu thần dược nên là vết thương ngay hông của cậu đã nhanh chóng lành. Và con khỉ thì bị đánh bại bởi cái mùi hương lâu ngày không tắm của thằng Trả. Đúng là lạy luôn ở giờ số giác đây. Đánh quái xong thì sẽ văng vật phẩm ra và các thẻ bài item. Đó, cái phim này đánh một tí là thu thập cả một đống item, thế là nâng cấp cả đống kill cho Seiji. Ngồi đọc hết mấy cái kill này chắc điên mất, với lại ông nội này cũng không có xài mấy cái kill của bắp này đâu. Kế bên đó có một quyển sách về thông tin mà con quái vừa đánh. Ngôn ngữ ở đây thì tự động Seiji hiểu hết do có kỹ năng phân giải toàn phần là kỹ năng đặc biệt được ban cho cậu. Và con trái tiến hóa là loại quả quý hiếm, vậy mà nó ăn tận 10 quả. Ngay lập tức Seiji thay đổi vóc dáng cơ thể và cả ngoại hình, từ thằng béo thành anh chàng bảnh trai. Cái chỉ số sức mạnh như là tấn công, phòng thủ, rồi pháp thuật hay là kháng ma pháp gì đó, tự động cộng ngàn cho thằng Trả hết. Đúng là nó đang xài mã chip mà chứ chơi bời gì nữa. Cậu cũng học được mấy cái kỹ năng như là dịch chuyển tức thời khoảng ngắn của cái con khỉ thông thái hồi nãy á. Và cứ thế là ổng ngồi ở đây cày cấp với mấy con quái vật. Bất ngờ đâu, một con ping không xuất hiện đòi thách đấu với Seiji. Cấp độ nó hơn 700, có vẻ là đầu đen. Mà khổ cái là mọi người biết gì không? Nó là giống cái. Thấy ông thần này né đòn đánh của mẹ là mẹ khoái quá, giới thiệu tên mình là Saria. Nhưng mà nhìn nó thấy dị dị nên là Seiji đã triệu hồi thủy linh túc đoạn kiếm, một báu vật mà Trả hắt được khi đánh quái, sau đó tung ra đòn thác nước thảm họa. Nhưng mà khoan, như diễn sai á, sai mục tiêu rồi kìa ông nội ơi. Thấy không ăn thua nên là tên này liều mình dùng chiêu thức hơi tụ đan điền mùi thơm của lách. Nhưng mà đâu có dè, Saria còn khoái ổng thêm gấp bội nữa. Và cứ thế, hai đứa nó, à không, chỉ mỗi thằng Seiji bị ép buộc mang về hàng với Bình Kong. Tập 2. Khi tỉnh lại trong cơn mơ thì Bình Kong đã nấu cho Seiji một bữa ăn gia đình. Nhìn vậy thôi hơi khó nhìn một tí chứ Bình Kong hơi nữ công gia chính đó nha, lại còn cực kỳ dịu dàng luôn. Nào là nấu ăn, may áo, đánh bắt nè, bả làm hết cho ổng luôn. Công việc gia đình là làm hết. Điều này làm cho Seiji có chút nhẹ lòng. Lúc này Bình Kong mới nói bả với lũ khỉ thông thái đang tìm kiếm trái tiến hóa để có thể ăn và trở thành giống loài mạnh nhất, mà không biết cái thằng quý dích nào đó, nó chậm hết của tụi nó rồi. Seiji nghe đến đây là toát mồ hôi liền, thôi để khai chứ không nó quánh chết. Ấy vậy mà khi nghe Seiji nói ổng là người ăn trộm và ăn hết 10 quả, thì Bình Kong vẫn bỏ qua. Và nói theo truyền thuyết thằng nào ăn 11 quả là chết đó nha. À mà bả cũng ăn 10 quả như ông thần này luôn rồi á mọi người. Còn về phần bạn bè chung lớp với Seiji, họ đang rèn luyện kiếm thuật bởi tướng quân Zakia của một vương quốc nào đó để chuẩn bị chiến đấu với ma vật. Họ được dịch chuyển đến vương quốc này. À, đó là đế chế Kaiser nha. Quay về bên gia đình dị hợm này, biến con vợ vừa đi đánh bắt thì tên chồng bất đắc dĩ Seiji đã bỏ chạy thấy bà nội để tránh xa hắn con tinh tinh này. Ông chạy tới một hang động và gặp phải kẻ ai cũng biết là ai, ma vương xương với cái tên là Ansorgol. Hey, nhầm phim à. Bộ xương này là quý tộc hắc ám Xenor với cấp độ là 1500. Trong giây phút ra đòn bất chợt, Bình Kong đã đỡ đòn chí tử giúp cho Seiji làm cậu vô cùng ân hận và hối tiếc.
Saria nói rằng mình thật sự rất yêu Seji vì cậu chịu nói chuyện với cô và không hề sợ hãi khi gặp cô. Tức giận tột độ, với Thủy Linh túc đoạn kiếm vào khúc xương, ổng lao vô hai tay tay đôi với quý tộc hắc ám. Tại đây một kỹ năng mới đã được tự học, hay nói đúng hơn là hệ thống tự hack cho cái thằng này. Với skill tật phong và tức thời, Seji dịch chuyển nhanh tới trước mặt của Zenok và kết thúc sự sống của ông ta. Sau đó, Seji tặng cho Bingo một nụ hôn tiễn biệt, tưởng đâu bà chết. Ai ngờ 10 quả tiến hóa mà bà từng ăn đã giúp cho bà trở thành hình dạng của con người. Một cô gái xinh đẹp nhưng mà chưa có mặt đỏ nha, mặc vô đi rồi AL mới dám cho lên hình nè. Theo như cuốn sách thông tin khi đánh quái rớt ra, sự thích về quý tộc Geno, ông ta tìm kiếm cái chết là để có thể bên cạnh cô gái mình yêu là Mari. Có thể vì lý do này nên là Geno đã cố tình thua và cho Seji đâm chết ông ta. Khi giết xong Geno thì một đống skill và trang bị lại được hệ thống bên trong Seji nâng cấp. Một con dê xuất hiện hay còn gọi là dê San đã tặng cho cậu hạt giống trái tiến hóa. Ôi, khác nào trao cho nó mã chip đâu trời. Nó tặng ổng cái nón bảo hiểm và dịch chuyển hai người ra ngoài. Chuyến hành trình giờ đây đã có thêm bà vợ cả Saria bên cạnh. Tại sao tôi nói vợ cả, mọi người hiểu rồi đấy nghe. Tập 3. Trên đường đi với sức mạnh rèn luyện cực khổ bao lâu nay của mình, Seji đã có thể dễ dàng chém đôi được một con Slam gần đó. À, mà nó có rèn luyện gì đâu ta. Thôi, mở rương quái lấy đôi giày cho bà vợ Saria cái đã. Khi sức mạnh tăng thì cái mũ bảo hiểm kia đã hóa thành một cái áo choàng. Công dụng cái mũ nó chỉ vậy thôi đó mọi người. Cả hai cùng đến vương đô Tervro. Họ được anh lính kiểm tra độ tốt xấu thông qua một quả cầu ma thuật và được phép vào thành. Để có thể xác minh danh tính nên là Seji quyết định là sẽ gia nhập hội và làm mạo hiểm giả. Cái hội mà ông chọn cũng quá dị không kém gì hội bên bọn đầu tiên đâu nha. Toàn là khỏa thân rồi bảo hành, thêm cho nội hội trưởng Gusto Plus mặc mỗi cái xịp ú nù ẹ. Và đây là bà Alice, lễ tân ở hội. Bình thường thì dịu dàng nhưng mà để mà bảo hóa trang thành cái hình dạng mặt nạ là tính cách bà trở nên bạo hành á. Muốn vào hội thì cũng dễ, nhưng mà cả hai phải để cho cái bà Achira Grum giám sát. Mọi người còn biết đến bà qua cái tên là Achira Tai Họa. Nghe là biết lý do rồi đúng không? Bà chuyên gặp tai họa đó. Bây giờ cả hai sẽ đi theo cô ta để được phân chia cái nhiệm vụ nhỏ để bà đánh giá năng lực. Nhìn vậy thôi chứ Achira cũng thuộc hàng bậc A trong gui đấy chứ. Saria thì sẽ trông trẻ cho nhà thờ, còn Seji thì được bảo kêu đi phá hủy nơi phế tích này. Mới đụng nhẹ con cái là cả khu sụp đổ. Asha hoảng hốt chạy tới, do bà nghĩ bà xui xẻo nên là ai bên cạnh bà cũng gặp họa lây. May sao gặp ngay cái thằng có cả một đống hắc bên người nên là nó vẫn bình an vô sự. Bên phía nhóm bạn của Seji thì bọn họ vẫn chỉ tập luyện bình thường trong thành. Dường như là người huấn luyện cho họ không muốn những đứa trẻ vô tội này chiến đấu với ma tộc vì ông ta không muốn ai phải chết vô cớ vì thế giới này. Sau đó, Seji được cử đến trong chừng chó cho bà cô quý tộc. Nhưng mà con chó này lạ lắm á. Cái này là nguyên con xác lang rồi chứ chó gì nữa. Đúng là tội hết sức à. Cả hai cũng đã được Achira đồng ý cho ở chung trọ. Mọi người trong gui nhận ra là dường như là Achira đã vui vẻ hơn trước từ khi mà có Seji tới đây. Tập 4. Nhiệm vụ kiểm tra năng lực tiếp theo chính là thu thập thảo dược. Bé Seria thì xuất sắc khi mà thành công mang về 10 cây thảo dược. Còn thằng quỷ nhỏ này nó toàn đi lượm vật phẩm cấp hiếm phải không à. Trong lúc đi tìm thảo dược, ổng có gặp được ba tên ma vật là Sturry, Sparkle, Spell. Chúng thuộc đoàn ma vương dưới quyền của ngài Razor. Chúng đang âm mưu đặt cái cạm bẫy dịch chuyển ở khu vực này. Bên cạnh đó còn có một con troll to lớn. Tưởng đâu nó quơ cái gậy là đập được thằng này rồi, nhưng mà không, với kỹ năng hấp thụ, Seji có thể hoán đổi sức mạnh của đối phương thành sức mạnh của chả. Thôi, nghỉ luôn đi, skill gì mà bá quá vậy ai mà chơi nổi. Vậy là cả bốn thằng kia nó xách đít toàn toàn bỏ chạy. Bài kiểm tra cuối cùng trong quá trình đánh giá năng lực tham gia gua của họ chính là tiêu diệt mấy cái con Slam này. Trời, tưởng gì, mấy cái con này chỉ cần phủi tay một cái là chết chứ gì. Nhưng mà khu vực họ đang đứng chính là nơi ba tên ma vật khi nãy đặt bẫy dịch chuyển. Thế là cả bọn đã bị dịch chuyển đến một mê cung bí ẩn. Achira liền trao cho ông thần này viên đá dẫn đường. Công dụng của nó giống y hệt giấy sinh mệnh đó mọi người. Nó có công dụng là chỉ đường và nếu phát đỏ thì tính mạng của Achira đang gặp nguy kịch. Đúng là Achira tai họa chưa gì bà đã đạp phải mật thất và bị ngăn cách với hai người còn lại. Saria cùng Seji tiếp tục tìm đường khác để tiếp cận Saria và họ đã diệt được một con quái rương. Chỉ với một skill bắn súng nước của cái thằng Seji này thôi là con quái rương kia đã ngẫm cụ tỏi. Bên trong rương có hai vật phẩm cấp truyền thuyết cùng một chiếc nhẫn đảo ngược sự may mắn. Achira thì vừa đi vừa tiêu diệt mấy con quái trong này và xui thay cô đã đến ngay phòng của con chùm chỗ này được gọi là Hắc Long Thần. Người được cho là mạnh nhất trong quân đội của quỷ vương. Không thể chết tại đây nên là Achira đã giải phóng sức mạnh mình, từ bỏ lý trí và tiến tới tấn công điên loạn với con Hắc Long Thần.
chênh lệch là có khi mà con rồng này quật cái đuôi thôi là xuyên qua bụng của cô bé tai họa. May là cặp vợ chồng Son đã đến kịp và ngăn chặn lại đòn hỏa ngục của Hắc Long che chắn cho cô. Tập 5. Giờ mấy cái đoạn đánh nhau của cái thằng này không lẽ tôi kiếp luôn á mọi người. Thôi, để ráng viết để cho có chút gì đó gọi là hấp dẫn nha. Trận đấu bắt đầu, Shichi dùng tức thời để né khỏi hỏa ngục. Khi giám định thì phát hiện con rồng này có level tới 5000. Cậu bị nó dùng chiêu giam cầm và bị quật vào tường. Trong lúc nó gồng năng lượng thì Shichi đã dùng lại chiêu ban đầu khi đánh với Saria. Lần này thì đúng mục tiêu rồi nè. Rồi, tự nhiên ai nhập mã hack cho nó hay gì á? Đang thất thế cái là hệ thống bên trong tự thông báo: "À, chúc mừng bạn đã học thêm được skill mới ABCXYZ, bạn đã mở khóa kỹ năng kháng ma pháp, bạn đã lên cấp." Nói chung là hack bẩn. Và xui thay, một con Hắc Long thần gặp phải thanh niên búp bẩn, thế là đi đời nhà ma. Chỉ với vài tiếng xẹt xẹt xẹt, con rồng ngậm ngu tỏi luôn. Vật phẩm mà con rồng này rơi ra thì cũng gọi là cực phẩm, nào là ngọc kháng phép nè, áo chống CC nè. Mà không nhặt đồ thì cha nội này cũng được búp bẩn quá rồi, nhặt hay không nhặt thì nó vẫn mạnh vậy thôi mọi người à. Cái này gọi là chơi game một ngón á. Yesan cũng xuất hiện ngay sau đó và đưa cả ba ra ngoài. Acha nghĩ do sự xui xẻo của mình mà làm liên lụy mọi người gặp nguy hiểm, dù mọi người trong hội không hề quan tâm đến điều đó. Shichi đuổi theo và thấy bả ngồi một góc buồn bã, thế là nó tự nhiên ôm người ta xong an ủi luôn. Đã vậy nó còn tặng chiếc nhẫn hồi nãy lấy được trong mê cung cho Acha. Nhẫn đó là nhẫn đảo ngược may mắn, do chỉ số may mắn của bà này là âm nên là khi đảo ngược nó đã thành số dương. Nhưng mà bà kia lại nghĩ là nó đang tặng nhẫn cầu hôn làm cho con người ta ngại sắp mặt, thế là bà lại tiếp tục bỏ chạy. Tập 6. Sau cái hôm được tặng nhẫn, bà Aja này không biết bị cái gì mà cứ gặp cái thằng này là đỏ mặt e thẹn rồi bỏ chạy à. Kiểu này là rung động rồi chứ còn gì nữa. Hôm nay, Saria vẫn tiếp tục trông trẻ, còn Seiji thì đến thư viện hoàng gia để tìm hiểu về thế giới này. Đọc mấy chục quyển sách thì chỉ toàn ghi tốt về loài người. Có mấy quyển sách ma pháp thằng chả cũng lấy ra đọc. Mà lật tới đâu thì hệ thống tự học chiêu thức tới đó à. Coi như ngồi chơi đọc sách mà cũng mạnh luôn á. Coi chịu nổi không? Khi ra ngoài, cậu gặp một cô bé người thú đang bày những bức tranh thấy đẹp nên là ông đã có ngỏ ý mua, làm cho cô bé bất ngờ vì không nghĩ tranh của mình có thể bán được. Tiếp đến, ông gặp hai ông chú kỳ lạ trong quán cà phê. Sẵn có bậc tiền bối ở đây, ông hỏi ý kiến về sự kỳ lạ của Archia. Thế là hai ông già biết ngay thằng này nó rắc thính rồi nó bỏ vỏ nè. Làm cho con người ta suy nghĩ bâng quơ. Giờ có thích hay không thì đi nói một tiếng, không thì hốt cả hai bà luôn. Còn chứ đừng có mập mờ. Đó, mọi người nghe rõ nha. Muốn tỏ tình với ai thì cứ nói thẳng nha, đừng có mập mờ, không là bị hốt mất đó. Aja cũng được bà cô quý tộc giải thích cho rằng đó chính là biểu hiện của tiếng sét ái tình. Mặc dù biết Seiji đã có Saria, nhưng mà nếu quá yêu rồi thì nên chấp nhận và làm người thứ hai. Thế là dưới ánh hoàng hôn, đôi bạn trẻ tỏ tình với nhau. Mà bà cả Saria cũng dễ thương nữa chứ, bà chấp nhận cái một à. Hai, ước gì tôi cũng được cho phép quen thêm vài cô bạn gái nữa. Ây da, thôi mà nói linh tinh nữa, bà nhà tôi mà nghe được đoạn này chắc tôi quay đầu quá. Kết thúc tập 6, gia đình Seiji đã có thêm thành viên mới, chính là cô vợ tai họa Acha. Tập 7. Ngày hôm nay, nghe theo lời anh hội trưởng quyền xịp, Seiji quyết định là đi sắm cho mình một con ngựa. Tiếc là hai bà vợ đang bận việc của hội nên là ông phải đi một mình. Tới trại ngựa thì được ông chủ tiệm giới thiệu sắp có một cuộc thi đua ngựa cướp vương đô. Sử dụng vũ khí chiêu thức gì cũng được, miễn là đoạt giải là có thưởng. Có ba giống ngựa, con mã lông này là con đa dụng mạnh mẽ được nhiều người tin dùng. Tiếp đến thì tôi xin phép gọi cái giống ngựa này là con quỷ mặt ngu nha mọi người. Nhìn cái mặt nó kìa. Con quỷ này mà đi test IQ không biết có hơn nổi 10 điểm không nữa. Đặc điểm của nó là chạy siêu nhanh. Mà biết cái bị gì không? Bị cái là dễ hoảng sợ nè, dễ chết nè, yếu sức nè, đụng nhẹ cái cũng chết. Đúng là vừa ngu mà vừa vô dụng á. Nhiều khi tụi nó quên tự hít thở cũng dẫn đến cái chết luôn á mọi người. Thôi, con này mà mua chắc lỗ vốn quá, nghỉ phẻ đi ông chủ ơi. Còn một con cuối nó hơi đặc biệt tí, rất là khó tính, khó đụng, hung bạo. Ngay cả tên chủ cũng không thể thuần hóa được nó và bị nó đập cho một trận. Khi kích hoạt khả năng hiểu mọi loại ngôn ngữ, Seiji nhận ra con lừa này đang chửi tên chủ dám động vào mông của nó. Thấy ông Seiji có thể hiểu được mình nên là bà lừa này đã kêu trả vô chồng tính tởn cho ổng một trận, mà đâu có gì thằng này nó mạnh bẩm sinh. Thế là bà lừa đành phải quy hàng Seiji. Khi cả hai cùng ra lại phố, họ gặp lại cô bé bán tranh hôm bữa. Cô bé đó đang được một cậu trai quý tộc khuyên bảo là cô nên tham gia vào đại hội tranh Karate, là hội tranh lớn nhất đất nước. Để thúc đẩy tinh thần cho cô, Seiji quyết định là cũng tham gia vào cuộc đua ngựa. Nếu cậu có thứ hạng cao thì sẽ giúp phần tinh thần cho cô bé đi thi hội tranh. Nghe bảo cuộc thi có phần thưởng cho hạng năm là món cá Tampuri nên là cái bà lừa cũng háo hức. À, tên của bà là Blue Luna nha. Tưởng phần thưởng năm nay là gì, ai dè, top 1 sẽ được đi chơi với cái bà trưởng đoàn của Valkyrie gì đó. Mà bà là ai thì Seiji với Luna có quan tâm đâu. Hai đứa nó chỉ muốn lấy cái top 5 mang con cá về nhà ăn thôi.
cuộc đua bắt đầu, dẫn đầu đoàn là đoàn Mã Long. Còn cái bọn cưỡi tụi mặt ngu á, thì sau tiếng súng bọn nó hoảng quá chết hết rồi. Má ơi, đúng là giống ngựa phế vật mà. Còn ông Seiji với cái bà Blue Luna này thì lề mề ở đằng sau. Do hồi sáng nghĩ đến món cá thambuli nên là bà tính nhịn ăn để dành bụng, ai dè tới giờ không có sức nên là chạy không có nổi. Kiểu này là giống tôi nè, hôm nào mà có đám cưới đám tiệc gì á là tôi hay nhịn bụng để vô đó tôi bào hết lắm á. Mà không biết mọi người có giống tôi không. Quay lại phim nè, Seiji lấy bịch hạt giống trái tiến hóa trong kho đồ trong không gian lần trước được Yesan tặng ra làm cho bà ngựa một hạt để ăn. Bà ăn vô thì sức mạnh tuôn trào chạy một mạch dí tới đoàn luôn. Lúc này top dẫn đầu có một ả đang triệu hồi mấy con sói cấp cao để tấn công người đua. Luna chạy tới với sức mạnh sung mãn, từng con sói bị cái bà lừa này cho một đạp về chầu ông bà. Thế là họ đã bằng bằng chạy về giải nhất. Ấy chết, quên mất top 5 mới được con cá làm bà Luna khóc ôm sùm. Mà do ăn hạt tiến hóa nên là mọi người biết hiện tượng gì xảy ra với Luna rồi chứ ạ? Vâng, nó lại có thêm một bà vợ nữa rồi mọi người ơi. Tập 8. Trong lúc hai bà lớn cùng ông chồng đi sắm đồ cho bà nhỏ Blue Luna thì hai người trong binh đoàn của Valkyrie đã đến bắt ổng về đoàn. Còn phía căn cứ của Ma Vương, rất nhiều tên tay to máu mặt xuất hiện ở đây. Ma Vương hiện tại của họ là một cô bé nhỏ nhắn tên là Blue Tear. Mục đích cuộc họp chính là để thông báo lần đầu tiên ma tộc sẽ kết đồng minh với vương quốc Wimbum của con người. Điều này làm mọi người ngạc nhiên, nhưng mà ai cũng tin tưởng và hứa sẽ hiến dâng phụng sự cho Blue Tear. Riêng cái tên Bạch Dương này là không có đồng ý. Mà nó cũng có cái giọng cười khó chịu lắm mọi người. Nó cười kiểu này nè. Hé hé, 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 hé. À, nó cười vậy đó, nghe sợ không? Con Seiji thì bị dắt đến lâu đài của vương quốc Wimbum để gặp mặt đoàn trưởng của họ. Đây là phần quà cho người giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa vừa qua. Đoàn trưởng của họ là Loisir, người được cho là bậc thầy kiếm thuật nước này. Tốc độ ra kiếm của cô ta rất nhanh và động tác cực kỳ quyến rũ. Tưởng tới đây được đi chơi với đoàn trưởng hay gì ai dè bà rủ ổng solo. Rồi, đụng ai thì đụng, mà đụng thằng Hắc này thì nhân vật nào nó cũng bị nó dìm hàng thôi. Dù đánh cỡ nào thì Luis cũng không đụng được thằng Chả. Đó vậy, trong lúc né đòn, hệ thống tự nâng cấp cho ổng skill phòng thủ bị động luôn. Seiji tự động phản xạ cơ thể và hất văng được thanh kiếm của Luis. Ổng là tác giả của màn solo mà còn ngạc nhiên, đúng là bó tay hacker luôn. Kiểu à, không hiểu tại sao mình làm được như vậy luôn á. Luis sau đó cũng nhận thằng Chả làm sư phụ. Bất ngờ, tin khẩn cấp báo tới. Đức vua đã bị ám sát. Bằng tuyệt chiêu con mắt hắc map, Seiji đã dò ra được vị trí của sát thủ bên trong tòa thành này. Tập 9. Qua thẩm định thì Seiji biết được tên của sát thủ là Origa Camarilla, chỉ mới 8 tuổi và là một bé gái. Và có vẻ như là tình trạng của cô gái này đang bị lệ thuộc, có nghĩa là cô ta đang bị ai đó điều khiển. Khi chạm nhau, Origa liền tung ám khí nhưng mà Seiji rất dễ dàng chụp nó. Ngay sau đó, hệ thống tự phản xạ khiến cho thằng Chả quăng phi tiêu tóm gọn con bé lại. Đúng là game nó dễ quá mà. Đội quân của Louis cũng đã tới. Họ sẽ tạm giam cô bé. Còn tình trạng của quốc vương thì không mấy khó quan cho lắm. Quốc vương của Wimbum là ông chú trong quán cà phê hôm bữa cậu gặp. Ma pháp sư mạnh nhất của vương quốc này là anh trai của Louis tên là Froyor. Anh ta cũng không thể nào phá giải được lời nguyền mà đức vua chúng phải. Nó là lời nguyền giấc ngủ vĩnh hằng. Không trị được đúng không? Không trị được thì để tôi. Sau một hồi gồng phép giả bộ ra oai thì Seiji cũng đã nhập mã cheat của mình. Câu thần chú chính là khỏe lại đi, khỏe lại đi, khỏe lại đi, khỏe lại đi. Coi có ai giải lời nguyền như nó không mọi người. Ấy vậy mà nó trị được nha. Do thằng Chả có chiêu thức là tự sáng tạo ra skill, nên là chỉ cần tưởng tượng thôi thì hệ thống sẽ tạo ra một phép thuật tương tự. Phép thuật đảo ngược đã được Seiji sáng tạo và đảo ngược lời nguyền giấc ngủ thành khỏe mạnh mãi mãi. Quốc vương sau đó cũng đã tỉnh dậy mạnh khỏe. Còn bên phía của đế chế Kaiser, hiệp sĩ Zajka đã đứng ra đề nghị không nên đưa các anh hùng vào trận chiến vô bổ của thế giới họ. Nhưng tên vua này chỉ xem các anh hùng được triệu hồi là vật thí mạng cho hắn. Hắn đã gửi toàn bộ họ tới học viện Popper để rèn luyện phép thuật. Trong lúc tắm cùng quốc vương của Wimbum là Ranger, Ranger đã cho Seiji biết được ước mơ của ông ta chính là bình đẳng nhân loại. Mọi người đều có thể thoải mái tắm chung, nói chuyện với nhau vui vẻ không phân biệt giai cấp gì cả. Ba bà vợ dẫn đầu bởi cái bà Achia cũng đến tìm ông chồng của mình về. Miệng thì nói tụi em lo cho anh lắm, nhưng mà thật ra là do cái bà Adrian này cầm đầu. Bà sợ ổng là dẫn thêm con nhỏ nào khác về nữa nên là làm bà ghen. Thế là bà mới tới đây. Thì cũng đúng, ông tới lẹ nên là nó dắt thêm con Louis về ở nhà. Tập 10. Còn về cô bé Origa, do bị chiếc vòng cổ từ tên ma pháp sư của đế chế Kaiser khống chế nên mới phục vụ mệnh lệnh của đất nước đó. Seiji lại dùng chiêu tưởng tượng như cũ và thành công phá giải chiếc vòng khống chế của cô bé. Từ nhỏ, tộc thú nhân bên đế chế Kaiser đã bị coi thường và sát hại. Những đứa trẻ thì chúng giữ lại để huấn luyện thành sát thủ phục vụ cho bọn chúng. Origa cũng là một trường hợp như vậy.
Vì cô bé có hoàn cảnh đáng thương nên là Saria mong muốn là sẽ mang bả về sống chung với gia đình. Thế là Seiji đã nhận bả làm em gái. Hy vọng là bà Aisha không có ghen nha, con nhỏ nó mới có 8 tuổi thôi đó nghe. Tên Bạch Dương và tên Pháp Sư của đế chế Kaiser đang liên kết với nhau thực hiện âm mưu gì đó. Và đích đến của chúng chính là có thể hồi sinh ma vương tiềm nhiệm, cha của Luthier sống lại. Sau đó, cả nhóm đã được Rorero Fraser rèn luyện dạy ma pháp. Riêng cái ông Seiji này là được rèn luyện để kiềm hãm sức mạnh lại, chứ sức mạnh của nó bá quá mà. Luthier thì nhờ Seiji ở lại vương quốc bảo vệ quốc vương giùm cô. Vì cô và đoàn Valkyrie sẽ phải ra biên giới cùng với Hắc Thánh Kỵ Sĩ do nhận được tình báo ngoài đó bọn ma tộc đang có trạng thái muốn tấn công vào đất nước này. Thế là cậu đồng ý và mọi người tạm thời chia tay với đoàn của Luthier. Tập 11. Hôm sau, Gothor Blood đã dắt ma thánh Barnabas đến cung điện để gặp quốc vương. Ông ta là người Froiro cực kỳ hâm mộ. Ngài là người tinh thông toàn bộ ma đạo và là ma thuật sư giỏi nhất. Hy vọng là ngài không có sử dụng mã hát như cái thằng nào đó. Quốc vương từng là học trò của ma thánh nên là hai người rất thân. Mục đích ông đến đây là để tìm người giải quyết vấn đề ở học viện Papara. Theo ông thì từ khi những anh hùng ở thế giới khác được triệu hồi đến chỗ của ông ta thì học viện đã xảy ra nhiều rắc rối. Chưa kịp nói hết chuyện thì một đợt lớn ma tộc khoảng 5.000 con đang tiến vào gần thành trì. Đội quân của Luise cùng Hắc Thánh Kỵ Sĩ ngoài biên giới cũng đang đối đầu với một đống con như vậy. Nhưng với sức mạnh của hai người mạnh nhất vương quốc, họ có thể dễ dàng chế ngự được bọn chúng. Trong thành lúc này, mọi người cũng đã cùng nhau tập hợp lại để có thể bảo vệ vương đô Weaver. Mấy bà vợ của Seiji cùng mọi người trong hội đã tề tụ lại với nhau, ngăn cản đợt càn quét này. Bà nhỏ Origa thì chỉ xin là nếu bà xử lý được hết mấy con này thì ông mạnh Seiji hãy xoa xoa đầu em nhé. Gothor Blood sẽ lãnh đạo anh em trong hội sống trận. Sức mạnh cơ bắp của cái cha xịp xanh này ủi vô đâu là ma vật tan xác tới đó à. Cứ thế, từng người trong hội thể hiện kỹ năng của riêng mình để ngăn cản bọn ma vật lại. Mấy bà vợ cũng hăng hái tiến lên. Sara thì dùng nắm đấm khỉ đấm phát chích luôn. Asha dùng ma pháp băng tối thượng đóng băng chúng lại. Ba ngựa, ổ lộn ba lừa thì đã sắp mặt từng thằng. Origa sát thủ thì đã triệt hạ được 300 tên. Đúng là chưa cần phải cho cái tên Seiji này ra sân. Không nó lại làm một skill chết hết nữa thì phim nó lại hơi nhẹ. Tập 12. Trời không phụ lòng Seiji. Tưởng không có thực diễn ai về từ đâu. Thêm một đợt boss cấp cao lao tới khiến cho mọi người bị rút cạn sức lực và bị dồn ép lại. Thế là ngài hacker của chúng ta liên tưởng đến một kỹ năng có thể quét sạch cái bọn ma tộc mà không gây ảnh hưởng đến đồng minh. Suy nghĩ một hồi thì chả tung skill lên trời, tích tụ những đám mây lại và ma pháp mới đã được tạo ra gọi là Judgmental. Những tia sáng như sét từ trên bầu trời lần lượt đánh xuống và tiêu diệt hết trơn bọn ma tộc luôn. Còn đồng minh thì không hề suy nhê gì sau đòn sức mạnh ấy. Đó, vậy là xong trận chiến rồi đó mọi người. Phim này chắc nên đổi lại là tìm cách tiêu diệt cái thằng Seiji này chứ đánh đấm về tầm này nữa. Thôi, ông qua tìm thằng chọc Salama chơi với nhau luôn đi. Sau khi thấy những gì Seiji thể hiện thì ma thánh Panabat đã đề nghị ổng tới học viện mình làm giảng viên. Mấy bà cũng được đề nghị làm giảng viên luôn. Cuối cùng thì ổng cũng đã đồng ý. Vài ngày sau, ổng dành hẳn một khoảng thời gian riêng để đi hẹn hò với từng bà vợ, coi như là bù đắp khoảng thời gian vừa qua. Có bà lớn Saria là chứng chạc, bà dắt theo cả Origa vì sợ con bé ở một mình. Đúng là vợ cả mà. Cô bé May cũng đã giành được giải quán quân tranh vẽ nhờ vào bức họa vẽ Sei cùng Lulune trong cuộc đua lần trước. Đoàn của Luisa cũng đã trở về bình an. Mọi thứ lại trở về với vương quốc Weaver. Nhưng mà tên Bạch Dương cùng đồng bọn của chúng vẫn sẽ lên kế hoạch để gây ra sự tuyệt vọng cho thế giới này nhằm hồi sinh Ma Vương. Mọi người bắt đầu tụ họp lại tại cổng để chia tay gia đình Seiji. Một cuộc hành trình mới với cái gia đình họ sắp bắt đầu khi bước vào học viện. Một tên siêu nhân kỳ dị xuất hiện trên cái xe, có vẻ phần sau tên này sẽ chiếm vai trò chính đấy chứ. Season đầu của phim cũng đã kết thúc tại đây rồi mọi người ơi. Nhóm bạn của Seiji phần này chưa đề cập nhiều tới nên là mình cũng không kể về bọn họ nhiều. Nhưng ở season sau khi mà Seiji tham gia vào học viện thì chắc là sẽ có nhiều chuyện để nhắc tới đây. Tập 1. Trên chuyến xe cùng ông Panabas chuẩn bị bước vào hành trình mới tại học viện ma pháp Papara thì Seiji đã có một giấc mơ với một nhân vật bí ẩn. Tại không gian đó, cậu thất thế trước người này. Ngay cả Saria cũng đã bại trận. Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi, vì giờ đây họ chuẩn bị phải tấp nập khi bước vào học viện ma pháp này. Theo lời của Panapert thì tại đây bao gồm nhiều thành phần học viên khác nhau từ các giai cấp cho đến cả những người đến từ thế giới khác. Trong đó, lớp F gồm những học viên bị xa lánh. Seiji nghĩ ngay rằng đó chính là những người bạn ở trái đất với cậu.
Để trà trộn vào đây thành công thì Saria cùng Lulune sẽ hóa thành nữ sinh mới nhập học vào trường, trong đó Saria sẽ học ở lớp F. Ocha, hay còn gọi là Aller, sẽ là giảng viên về kiến thức mạo hiểm thuộc khoa mạo hiểm. Origa sẽ là trợ tá cùng Seiji trong lớp F. Mà nhìn cha già hiệu trưởng này khi nhìn vợ con nhà người ta hơi sai sai á, tém tém máu mũi với nước miếng lại đi cha già dê này. Làm hiệu trưởng không lo làm đi nhong nhong, bảo sau giờ thư ký Bigra Froner hành cho ra bả ngồi yên đó mà ký giấy tờ đi. Bigra từng là giáo viên cũ của lớp F. Giờ đây cô sẽ hướng dẫn cậu đến lớp và trợ giúp Seiji nhận lớp. Với cô thì ở lớp F tất cả các em ấy đều ngoan, chỉ là do cô không đủ khả năng để khơi mào năng lực của các bạn đó. Mà có vẻ cái lớp nó hơi sai sai nữa rồi đó, mới bước vô mà ăn ngay cầm bẫy của tụi quỷ ma học trò này vô đầu rồi. Mà sao có bốn đứa thế này, nhìn mặt đứa nào đứa đó như cô hồn giang hồ chợ búa các đảng vậy đó, chứ học sinh cái gì tầm này trời ơi là trời. Giáo đoàn ma thần đã cử Demiurge cùng Angler đến để phá quấy học viện ma pháp Papara. Theo chúng thì tiếng gào thét của học viên khi chúng xuất hiện sẽ rất thảm thiết. Tất cả mục đích ấy nhằm để hồi sinh ma thần. Tập 2. Quay lại với lớp cá biệt thì tuy chúng cũng ngỗ nghịch nhưng có vẻ cả bốn người họ đều tỏ ra ngoan ngoãn sợ sệt đối với Bigra. Cũng đúng thôi, cha hiệu trưởng còn bị lôi đầu về xử lý giấy tờ thì đám nhỏ này chắc cũng bị no đòn với bả nên là mới ngoan như vậy. Thôi thì chúng ta cùng giới thiệu sơ qua về các thành viên trong lớp. Đầu tiên là Arnold Basson, tỷ lệ chiến thắng là 999 trận, không thua. Thấy phần giới thiệu có vẻ khí thế và hùng hồn quá nên là Saria cũng muốn tham gia giới thiệu nhưng mà sorry mấy bạn trong lớp, đây chỉ là ma pháp biến hình của bé nó chứ không có tinh gì ở đây đâu, đừng có sợ. Cái đó là Ruthless Kaiser, là vương tử của đế chế Kaiser, quý công tử, tuệ nhãn. Vâng, rồi sao lại có vương tử của đế chế trong lớp này đây? Cô gái này là Helen Rose, chân hồng song kiếm và hết rồi. Cuối cùng là mảnh thú câm lặng, nói chuyện bằng bản, hết luôn. Thấy là lớp F này toàn là thành phần ba trận không rồi đó. Tuy là vậy nhưng mà trừ cái thằng quỷ đầu keo ra thì những người còn lại đều có điểm kiểm tra lý thuyết về thảo dược rất cao. Thế thì coi như hôm nay là buổi đặc biệt đi, giờ cả bọn sẽ cùng nhau kiểm tra năng lực từng người như thế nào để thầy đánh giá hen. Đối với hiệu trưởng cùng cô Beckroy thì lớp F các em ấy đều bị những học viên còn lại trong trường xa lánh và gọi là lũ thất học. Tại nơi chờ đợi để chuẩn bị buổi học đặc biệt, anh trai của Brock là Thelborn Terra Kaiser, cũng là hoàng đế tiếp theo của đế chế Kaiser đã mỉa mai và sỉ nhục cả bọn. Mãnh thú cùng Brock chỉ còn cách là khống chế Arnold để không có chuyện gì lớn lao xảy ra. Cái tên này cũng tỏ tình Saria nhưng mà luôn nhận được những câu thẳng thừng từ chối và bảo là Zeji luôn nhỉnh hơn tên này về mọi mặt làm cho hắn quê không có chỗ nói. Thelborn đã bỏ đi và hẹn sẽ trả thù vào buổi thi đấu lần tới. Seiji quay lại và Helen sẽ là người thử sức đầu tiên. Cậu sẽ không dùng đến ma pháp, nhưng với cô bé thì điều đó coi như là xúc phạm họ. Hai tay với song dao, cứ thế Helen tiếp cận và tấn công. Tập 3. Trong đợt tấn công đó, Seiji bỗng nhiên đỡ hụt nhát chém của Helen. Đây là điều kỳ lạ so với năng lực của cậu. Cô gái này quyết định là kết thúc bằng tuyệt kỹ cuối của mình, chính là lao tới cùng hai mũi dao đâm thẳng và chỉ cần hất tay thì bả đã bay lên trời và rớt xuống trong vòng tay của cậu. Ê, mà cái tay hơi sai chỗ rồi đó nha cha nội này. Sau khi quan sát Seiji chiến đấu thì Brook đề nghị cả ba cùng hợp tác xông lên. Họ bao vây cậu thành hình tam giác tấn công ba hướng. Dù người cầm truy, người đấm, người kiếm đều không thể triển khai được các đòn tấn công vào người thầy của mình. Cho đến khi Như Lai thần trưởng được tung ra thì cả bọn đã bị đánh bại. Tuy vậy, điều khiến cả bọn bật khóc chính là vì họ tiếp tục thất bại, vì cả bốn người đều không giống người thường, chính là không ai trong họ sử dụng được ma pháp. Với giám định thì Seiji phát hiện bốn học sinh của mình đều bị giam chặn ma pháp bằng những sợi xích. Đây cũng chính là lý do khiến cả bọn tự ti. Ngay lúc này, ổng dùng đến tuyệt kỹ sáng tạo chiêu thức giống như lúc chữa bệnh cho nhà vua của nước Greenbird ở Season 1. Seiji đã tưởng tượng ra một skill để có thể phá giải phong ấn cho bốn người học trò. Nó lại dùng cheat nữa rồi đó. Sau một hồi suy nghĩ thì hệ thống tự tạo kill cho lẹ chứ phá có sợi xích mà nghĩ lâu quá mày ơi. Tên chiêu thức để phá giải phong ấn gọi là tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm của những học sinh bị bỏ rơi ở thế giới khác. Nhưng nếu giáo viên không tin tưởng học viên thì giáo viên còn tồn tại làm gì chứ? Nếu có số rác, các bạn sẽ sử dụng được ma pháp. Coi tên của cái chiêu thức nó xàm chưa? Sau khi được gỡ bỏ xiềng xích, lớp F rất là hạnh phúc vui vẻ tràn ngập tiếng cười đang xen nước mắt vì lần đầu họ cảm nhận được ma pháp tuôn trào bên trong cơ thể. Dần dần, Seiji cũng được tôn trọng và gọi bằng thầy. Trong giờ ăn, chị Kanayuki bằng chiếc mũi thính như quỷ của mình đã hửi thấy mùi của Seiji và nhào tới ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của cả dòng họ ổng đang đứng. Còn hai tên thân quyến ma thần đã lẻn vào bên trong kết giới học viện dựa vào năng lực điều khiển người khác bằng mặt nạ của Angler.
Tập 4. Khoan hẳn nói về mối quan hệ giữa hai anh chị này ở thế giới trước, nhưng mà vợ chính vợ lẽ em gái người hầu ở đây mà nhảy vô ôm như thế là không có được rồi. Một trận chiến giữa các bà được nổ ra, tất nhiên kẻ thua là Kanazuki, bên kia nó đông quá cơ mà. Quay lại về lý do quen nhau giữa hai anh chị mờ ám này thì hồi nhỏ, Kanazuki có tính cách mạnh bạo nên có lần bị lũ con trai trêu chọc. Chính Seiji đã đứng ra che chở bảo vệ cô, dù ổng cũng bị đập như cuốn vậy đó. Với thân hình đồ sộ đó, Seiji luôn là tâm điểm của sự kỳ thị cũng như là thu hút ánh nhìn mỉa mai. Ngay cả khi gia đình cậu mất hết vì tai nạn nhưng mà Seiji vẫn nở nụ cười lạc quan với những kẻ bắt nạt mình vì tư tưởng của cậu là nói không với bạo lực. Kể cả lúc học chung trường, Kanazuki vẫn không thể mở lời giúp đỡ hay là trò chuyện với Seiji dù từng được cậu giúp. Khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô thấy ân hận và tìm mọi cách để gặp lại cậu nói lời xin lỗi. Sẵn sự việc đã như thế, Seiji cũng cho các thành viên trong gia đình mình xem vóc dáng thật sự của cậu và nói rằng mình đến từ thế giới khác. Dẫu như thế, vẻ bề ngoài ra sao thì trong lòng Saria, Seiji vẫn là Seiji. Cái này chắc Saria hiểu rõ nhất vì cô ấy cũng có vẻ ngoài của loài tinh tinh. Còn cô vợ lẽ thì đã xui xẻo rồi, chỉ có Seiji là chấp nhận. Luluna thì được Seiji cho ăn ngon và đối xử tốt. Origa từng là sát thủ tay nhuộm máu, ấy vậy Seiji chẳng xa lánh mà chở che và xoa đầu cô bé. Tất cả đều nói lý do để cậu không còn tự ti với chính bản thân mình nữa. Thấy được những người xung quanh và Seiji đang hạnh phúc, Kanazuki đã thấy yên lòng. Cô hiện đang là ứng viên của đế chế Kaiser. Người chị này không muốn Seiji lại phải rơi vào bạo lực nên dặn dò là hãy tránh xa cô để không phải tị phi vì những người được hồi sinh đến thế giới này có năng lực đặc biệt và luôn bị kẻ khác ganh tị ghen ghét. Cùng lúc đó, cậu thấy trên tay Kanazuki có chiếc vòng nô lệ giống với cái trước đó Origa từng đeo. Điều này đã làm Seiji tức giận khi biết những người được chiêu gọi đến thế giới này đều bị đế chế Kaiser kiểm soát. Ngay lúc này, một thứ gì đó đen tối đã hình thành bên trong Seiji. Nó như muốn nuốt chọn sự tiêu cực của cậu. Tiếng hét vang từ Seiji làm mọi người bất động choáng váng như muốn nổ banh đầu đến nơi. Cùng lúc đó thì những chiếc vòng của những ứng viên đế chế Kaiser đều bị phá hủy. Đến lúc Saria ôm lấy kêu gọi thì Seiji mới bình tĩnh trở lại. Ông Panabert đã để ý điều gì đó khác thường từ Seiji sau chấn động vừa rồi, nhưng ngài hiệu trưởng không nói mà chỉ rời đi để quan sát thêm. Làn sóng chấn động từ Seiji vừa rồi đã giúp khuếch trương sức mạnh của ma thần, giúp ngày hồi sinh của hắn trở nên gần hơn. Tập 5. Hội thao đối kháng sắp tới. Lớp F sau khi năn nỉ ý ôi đã được Seiji mở thêm lớp đặc biệt sau giờ học để huấn luyện bọn họ chiến đấu nhằm trả thù tên Tevon lớp S đáng ghét lần trước vì dám xem thường bọn họ. Cả bốn bắt đầu thực hiện chiêu thức phối hợp với nhau để tấn công Seiji. Đầu tiên là cú đấm động đất của mãnh thú câm lặng nhằm khống chế di chuyển của Seiji. Sau đó cả ba người còn lại thì triển chiêu thức ma pháp tấn công cùng lúc. Khi định dùng ma pháp phản công, Seiji tiếp tục gặp sự cố nhiễu năng lượng khiến cậu không thể tung chiêu. Cũng hơn là lúc sau, Seiji đã thi triển được chiêu thức phòng thủ và vô hiệu hóa được đòn tấn công kết hợp của lớp F. Cứ thế, khóa huấn luyện tiếp tục diễn ra thêm vài ngày vì ai ai cũng muốn bản thân mình mạnh hơn để tên Talbot không chế giễu lớp S, cũng như là xem thường người thầy Seiji của họ. Hai tên tông đồ được giao nhiệm vụ tấn công học viên mà giờ nãy còn ăn bánh uống chè. Một nhân vật bí ẩn xuất hiện và Demiurge tỏ ra sợ sệt. Hắn cảnh cáo cả hai nếu mà không lo thực thi nhiệm vụ nhanh chóng thì sẽ không còn cơ hội cho chúng thở trên cái cõi đời này nữa. Quay lại ngày đại hội đối kháng của học viên ma pháp, thì trận mở màn sẽ là trận tranh tài giữa lớp S và F. Hai bên đều háo hức thể hiện năng lực cho đối phương biết thực lực của mình. Đúng lúc này, Demiurge cùng Argolos đã xuất hiện. Chúng chó hiệu trưởng lại bằng ma pháp. Tiếp đó, chúng dựng bức tường ánh sáng xung quanh tạo thành kết giới bao trùm cả hội trường. Con mắt hút năng lượng tiêu cực xuất hiện trên bầu trời nhằm hút lấy những kẻ yếu ớt. Seiji thì không có mặt do hôm qua Blue Luna cho ăn cái giống gì đó mà nay chả ôm cái toilet cả buổi. Các bọn phải canh chừng cho chả ngồi ẻ. Tavor muốn thể hiện bản thân liền thi triển ma pháp sấm sét liền bị hất văng bởi Uncler. Cô ta cũng chạm vào ba người nhóm Tavor để điều khiển họ bằng năng lực thao túng bằng mặt nạ. Brooke không nghĩ gì nhiều về hiểm khích lao tới cứu giúp Tavor khỏi nguy hiểm khi bị chúng tấn công. Cô đề nghị lớp F cho anh mình cùng hợp tác để tiêu diệt kẻ địch trước mắt, sau đó sẽ quay lại đại hội đấu với nhau và họ đã đồng ý. Cả năm sẽ cùng nhau tấn công Uncler. Khi ả ta đâm vào Turbo thì anh ta đã chủ động nhận đòn vì có ma pháp phòng vệ được kích hoạt sẵn trước đó. Khi tước đoạt được vũ khí của ả ta thì đòn kết hợp của lớp F được thi triển. Tất cả công sức đó chỉ đủ để phá vỡ lớp mặt nạ ả đang đeo để lộ ra khuôn mặt sẹo của Angela. Điều này vô tình làm tông đồ của ma thần điên tiết lên và giải phóng ma lực hắc ám đánh văng cả bọn. Giữa lúc hiểm nguy đó, Bestroy đã có mặt để giải nguy cho các học trò thân yêu của mình. Tập 6. Ngay khi biết tình thương của cô dành cho các học viên lớp F, Angora, hay còn gọi là Angora, liền thao túng Arnos tấn công cô giáo.
Trong lúc bị điều khiển, Arnold đã thốt ra câu nói chính Saichi làm họ mạnh lên, còn Petra chẳng giúp đỡ gì được. Điều này đụng vào nỗi buồn sâu thẳm thâm tâm của cô. Đó được coi là hình phạt mà Petra muốn gánh chịu trước những đòn tấn công của Arnold. Tuy là vậy nhưng mà một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Điều này không thể bàn cãi. Tuy không giúp lớp F khai mở ma pháp, nhưng sự ân cần và quan tâm của Petra dành cho họ là không thể chối cãi. Với hành động đánh quyển sách vào đầu hàng ngày, Arnold giúp cho cậu gợi nhớ những kỷ niệm và đoạt lại quyền kiểm soát, sau đó phá bỏ mặt nạ. Đó cũng là lúc Petra hạ gục Aurora chỉ với đòn tấn công từ quyển sách từ trên không lướt thẳng xuống cùng ma pháp bao bọc. Các bọn đã hạ gục được một tông đồ của ma thần và quan tâm cảm ơn lẫn nhau, còn kêu đi ăn thôi, mà hình như quên cái gì rồi đó máy bay. Còn tên Demi Oroth đứng ở đó kìa. Hắn tự giới thiệu mình mới là tông đồ chính hiệu của ma thần do có ấn ký sở hữu một phần sức mạnh của ma thần, còn Aurora thì không có ấn ký đó. Điều này làm ả ta tức tối tuyệt vọng vì sự cống hiến của mình không còn giá trị. Lập tức con mắt đã hút cả thể xác của ả ta để chuyển hóa năng lượng về cho ma thần. Tiếp đến, Demi Oroth quả thật có sức tấn công hơn hẳn đồng nghiệp của mình khi chỉ vài đấm đã gây sát thương được vào Petra. Dù Petra dùng toàn bộ ma pháp của mình vào cuộn lốc xoáy nhưng mà chỉ có thể làm rách áo hắn ta và gây thương tích nhẹ. Hắn tiếp tục tấn công dù lớp F cũng hỗ trợ cô của mình. Rồi không hiểu sao cả trường cô giáo thì bị đánh, lớp F thì te tua mà mấy đứa kia nó vẫn ngồi trên khán đài quan sát không có súng phụ. Chịu luôn á. Cũng may là Seiji xuất hiện kịp lúc chặn cánh tay của tên Demi Oroth trước khi mà nó đấm thẳng vào Big Roy. Tức giận vì gã này phá đám đại hội, thứ sức mạnh cùng ánh mắt kỳ bí của Seiji tiếp tục trỗi dậy làm cho Demi Oroth cũng phải run sợ. Dù đã dùng đến sức mạnh bên trong ấn ký tạo thành nhiều vòng ma pháp tấn công nhiều hướng nhưng mà Seiji vẫn né tránh mượt mà và tặng một đấm quy tiền cho cái tên Demi Oroth này. Barnabas vẫn đang quan sát những điều bất thường này trên Seiji. Những tên tông đồ của ma thần tụ họp bàn về sự thất bại của Demi Oroth cùng Angora. Có vẻ chúng là những tên được cho là mạnh nhất và có thể gọi là tứ thiên vương. Với chút sức lực cuối cùng, Demi Oroth kịp thời từ một đòn bất ngờ vào Seiji và một cô bạn nữa xuất hiện lao vào đỡ giúp. Nhưng có vẻ chiêu thức ấy đã xuyên qua cả hai người họ. Tập 7. Tập này nó hơi bữa với xàm xí nên là mình sẽ sơ bộ nhanh để qua tập sau ha. Cả Seiji và cô gái bạn học kia đều đã chết. Cả hai được đưa xuống âm phủ và họ bắt đầu nghe theo giọng nói thế giới để tìm đến cánh cổng hồi sinh trở lại. Mà cái khúc dưới âm phủ này đúng bữa luôn á, Seiji cần vượt chướng ngại vật và là câu hỏi của giọng nói thế giới rằng cô bạn kia thích Seiji qua ánh nhìn đầu tiên đúng hay là sai. Câu trả lời tất nhiên là sai vì lúc trước với cái thân hình hay bị body Samsung thì ít ai thích cậu qua ánh nhìn đầu. Lý do mà cái cô bạn Irene này thích Seiji chính là vì cấp 2 họ đều bị biệt lập, cô đơn, đơn độc với mọi người do tự ti về vẻ bề ngoài. Lúc đó, Seiji đã động viên bắt chuyện khuyên bảo Irene nên tự tin vào bản thân mình hơn. Chính cách nói chuyện thân mật ấy là lý do cô thích Seiji. Tiếp đó, cả hai gặp tổ tiên của cái băng đảng hoa hồng ở cái season 1. Rồi tụi nó dí nhau trong mê cung để chơi cái trò nhất dương chỉ vào đít. Cuối cùng, Seiji hạ gục tên đầu đảng bằng vài đấm. Cứ thế, hai đứa nó ung dung bay về hướng cánh cổng hồi sinh. Lúc trở lại dương gian, tình cờ Loise, mình đầy thương tích đang ở đây. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Mời theo dõi tiếp tập theo. Tập 8. Để hiểu rõ câu chuyện lý do Loise bị thương, ta cùng lui lại lúc cô nhận mệnh lệnh từ vua Brownset mời Seiji trở về để xem khoảnh khắc liên minh giữa Ma Vương quốc và Vương quốc Quimbert. Bên họ của Seiji đã mở một cuộc tuyển dụng nhân lực và đã nhận thêm được một thành viên đặc biệt. Ma Vương Luthia cùng các thần cận cuối cùng đã từng bước tiến vào cung điện của Quimbert. Liệu Brownset và mọi người có thuận lợi cho công cuộc tái thiết liên minh này hay không? Kiếm vương Zakia của đế chế Kaiser tình cờ nghe được cuộc đối thoại của giữa tên Pháp Sư cùng tên Bạch Dương của Ma Vương tộc. Kế hoạch thu thập luồng khí tiêu cực từ người dân cũng như của hoàng tộc Kaiser đang diễn ra đúng kế hoạch, chúng dần có thể triệu hồi ma thần. Khi bị Zakia phát hiện, tên Pháp Sư đã biến mất ngay sau đó. Vì từng được quốc vương trước đó giao cho trọng trách gìn giữ quốc gia, với một lòng trung thành, Zakia muốn đến Quimbert để nhờ sự trợ giúp chống lại giáo đoàn ma thần. Trên đường đi, kiếm vương đã đụng phải một trong ba kẻ đứng đầu giáo đoàn. Vũ khí của hắn sắc nhọn và cong dạng lưỡi dao thần chết. Với năng lực của người bình thường, Zakia không thể nào đánh bại được hắn ta. Ma lực khắc ám từ hắn phóng ra có thể làm tan chảy vật gì chạm phải. Đúng lúc đó, Luise cũng có mặt để hỗ trợ nhưng cả hai đều không thể đả thương được hắn. Zakia phải dùng đến thân mình đỡ luồng khí khắc ám giúp Luise. Khi chơi chán, hắn đã bỏ đi nhưng Zakia đã không qua khỏi. Đó là toàn bộ sự việc được Luise kể lại cho Seiji. Lúc đến vương quốc, cũng may liên minh đã được hai bên ký kết thành công tốt đẹp.
Từ giờ, họ sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới chống lại giáo đoàn ma thần, cũng như là khống chế đế quốc Kaiser, không để họ muốn làm gì thì làm. Tập 9. Khi Seiji rời khỏi học viện, cô bạn Irene bấy giờ có những biểu hiện khác lạ. Đó không phải là Irene mà chính là do Campbell, một trong tứ thiên vương hóa thành với năng lực kính biến thiên. Với thân thế từng được sinh ra trong gia đình quý tộc và những người tiếp cận hắn là chỉ vì danh tiếng, đấng sinh thành cũng không yêu hắn ta. Quay lại với mục đích của Campbell trong hình dạng của Irene thì mục đích của hắn là tiếp cận và tiêu diệt những người thân của Seiji. Nhưng khi tiếp cận với từng người trong hình dạng của Irene rồi cả hình dạng của Seiji, Campbell nhận ra Seiji rất được mọi người tôn trọng và đối xử tốt. Điều này trước đây hắn ta chưa từng cảm nhận được. Khi mọi người cùng Seiji giả đang tận hưởng buổi picnic, một tên Goblin xuất hiện để đe dọa mọi người. Với ánh nhìn của một trong tứ thiên vương, lập tức tên Goblin run sợ và bỏ chạy. Với động thái đó, ngài Panabert cùng Kanazuki đã nhận ra kẻ xấu gần đây đang lẫn trốn trong trường chính là tên Seiji giả này, vì Kanazuki có thể hửi được mùi cơ thể của Seiji. Còn cái bà Irene khi tỉnh dậy sau chuyến đi địa ngục thì đã bị bắt nhốt ở cái chuồng gà. Với sức mạnh hiện tại của Campbell, hắn dư sức làm gỗi bọn họ, kể cả ngài hiệu trưởng Panabert. Tuy nhiên, do ở gần mọi người được một thời gian, hắn tin rằng sau này cũng sẽ có người chấp nhận con người hắn và đối xử tốt như mọi người đã đối xử với Seiji. Một tứ thiên vương vì tình cảm đã từ bỏ ngôi vị. Nhưng mà một kẻ trong giáo đoàn đã xuất hiện và xử lý Campbell tại chỗ. Tuy không rõ sống chết nhưng mà có vẻ đó là một đòn gục ngay tại chỗ và chết luôn. Tập 10. Về phần cái thành viên mới của hội mà Retro vừa nhận, hắn thực ra chính là Victor Cộng Hưởng, một trong tứ thiên vương của giáo đoàn ma thần. Victor đã tấn công Alice nhằm thỏa mãn cơn khát chiến của mình trong một buổi tối. Là một thiên vương thì việc Alice quỳ xuống sau một đòn từ hắn ta là chuyện hiển nhiên. Vào lúc đó, Victor đã có mặt kịp lúc. Hội trưởng nghĩ rằng giữa họ có thể kết giao tình bạn, nhưng mà với Victor, kẻ khao khát chiến thắng và háo chiến thì chỉ có kẻ mạnh mới thật sự đáng tồn tại. Một trận chiến giữa hai người đàn ông Victor cùng Victor nổ ra. Tôi đánh anh đánh tôi, hai cha nội đánh qua đánh lại. Đây cũng là lần đầu Victor vui vẻ khi có kẻ đánh tay đôi ngang sức với hắn. Ở đòn quyết định, Victor đã dùng toàn bộ năng lượng để dồn một lực tổng và cú đấm xé toạc cả dãy núi. Tất nhiên, Victor đã cố tình đánh lệch đòn vì trong tâm hội trưởng vẫn xem Victor là một người bạn, là một thành viên của mình. Với kết quả đó, Victor đã bỏ đi, vui vẻ nhận thua cuộc và mong sẽ có ngày tái đấu được với Victor. Nhưng Judith đã trừng phạt thất bại đó của Victor bằng năng lực phân tách của hắn. Đó là khả năng dịch chuyển xuyên cắt không thời gian. Cái chết của Victor sẽ là nguồn dưỡng chất cho ma thần. Có vẻ như Campbell cũng đã bị chính tay Judith đại bại sau khi anh ta quyết định rời khỏi giáo đoàn vào hôm trước. Tập 11. Ngài Panabert đã nói lý do mình mời Seiji đến học viện này. Hơn ai khác, ngài biết những gì đang diễn ra với Seiji gần đây khi năng lực của cậu bỗng nhiên không thể thi triển. Những ai hấp thụ quả tiến hóa vào cơ thể sẽ có tương tác với ma thần. Nói cách khác, họ sẽ có sức mạnh từ ma thần và nếu để tâm trí bị những thứ tiêu cực kiểm soát thì sẽ dần trở thành dưỡng chất cho ma thần. Vào thời cổ đại khi các vị thần tạo ra thế giới này, một vị thần trong tứ trụ đã nổi loạn để đạt ngôi vị cao nhất nhưng thất bại. Không ai khác, người đó chính là ma thần. Khi bị phong ấn, cảm xúc tiêu cực của hắn đã hóa thành quả tiến hóa. Đã thế, cha Seiji này còn ăn tới tận 10 quả, đạt giới hạn gần như sắp trở thành dưỡng chất tuyệt đối cho ma thần luôn rồi. Bởi ta nói tham quá là toan nha con. Trước đây, Panabert từng giúp đỡ một đứa trẻ chính là Destra, tên tứ thiên vương tóc trắng á. Trong chiến tranh, Destra mất đi người thân và được ngài hiệu trưởng cùng cô Libera mang về học viện chăm sóc bảo bọc. Nhưng vì cuộc tấn công bất ngờ của giáo đoàn ma thần, Libera, cô giáo mà Destra trân quý đã thiệt mạng. Chính lúc đó, đỉnh điểm tiêu cực trong Destra nổi dậy và bị những thứ tiêu cực đó kiểm soát. Ma thần xuất hiện trong trạng thái tiêu cực ban cho Destra quả tiến hóa. Từ đó, Destra tồn tại với mục tiêu là phá hủy thế giới này vì thần linh đã cướp đi những thứ cậu yêu quý. Sau thất bại của hai thiên vương, lần này Destra đã trở lại trường cũ, khống chế mọi người bằng năng lực diệt trừ cử động của mình. Ngài Parabot đã giải trừ trạng thái và tấn công nhằm mong muốn cứu chữa lỗi lầm của đứa học trò cũ. Destra còn rất tức giận vì Parabot đã không thể cứu cô Libera trong ngày hôm đó. Với năng lực cái chết tuyệt đối, hắn tấn công thẳng và giết chết hiệu trưởng. Năng lực này của hắn ta làm người chết bị cắt đứt vòng luân hồi, tức là không thể chuyển sinh được nữa. Tiếp tục, Destra đưa Seiji cùng Saria vào không gian tiêu cực của ma thần. Saria có mặt ở đây vì cô rất giống với Liberia. Destra muốn hồi sinh ma thần và tự tay tiêu diệt hắn vì hắn muốn giết tất cả vị thần tạo ra thế giới đọa đày này, nơi những người thân yêu của hắn đã mất. Xác thần, đó chính là mục đích của Destra. Seiji lao tới tấn công nhưng mà năng lực của cậu vì điều gì đó không còn thi triển được như trước.
lưỡi hái của Raja cứ thế thuận lợi đâm thẳng vào người của Seiji. Tập 12, Sarira cũng tham chiến để bảo vệ người chồng của mình. Bà hóa tinh tinh giọng tới tấp mà Raja cứ thản nhiên như chẳng chút đau đớn gì. Khi biết hình dạng thật của Sarira, hắn đã thi triển chiêu thức như với ngài Parnabert. Những lời cuối cùng của Sarira chỉ kịp nói rằng cô bé rất hạnh phúc khi bên cạnh Seiji. Vào lúc mất đi người thân yêu nhất, tuyệt vọng, tiêu cực, thứ mà ma thần chờ đợi đã đến. Seiji là nguồn dưỡng chất quý giá hắn mong đợi để có thể hồi sinh. Định luật anime xuất hiện từ đây. Hình ảnh cả một quá trình khi chuyển đến thế giới này được tưởng nhớ lại. Decha xuất hiện với mục đích là thuyết phục để Seiji từ bỏ thế giới này và tàn sát nó cùng với hắn ta. Nhưng không, chính Sarira cùng những điều tốt đẹp của những người bạn cậu gặp qua đã trở thành động lực cùng chia sẻ những nỗi đau, những lời cảm ơn, những cuộc gặp gỡ, còn rất nhiều điều tốt đẹp trong con người của Seiji. Tiêu cực từ đó bị lấn át bởi tình yêu Sarira dành cho cậu. Quả tiến hóa thức tỉnh tình yêu, rồi cái nó biến thành hình dạng chân mày thế này nè. Một bài hát nổi lên, rồi hạt giống nảy mầm, âm thanh đó hồi sinh từng người một. Gambel, Victor, cả Guto cũng mạnh khỏe trở lại. Giờ thì Deja có thể làm gì thì cũng không tấn công được Seiji được nữa. Tuyệt kỹ Cheat đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Một lần nữa Deja bị bỏ lại bởi những sự cô độc. Dù vậy, Seiji vẫn tin rằng Deja vẫn còn phần thiện và sẽ có người đối tốt với hắn. Khi hiểu ra mọi chuyện, Deja đã tự kết thúc mình bằng cái chết tuyệt đối. Có phải cậu ta đã có thể trở về bên cô giáo Levira hay chăng? Sarira cũng hồi sinh lại, đúng là người chồng số 1 của bả. Hai vợ chồng cứ thế cõng nhau trở về cùng các bà vợ nhỏ và em gái mưa. Mọi người lại hạnh phúc vui vẻ bên nhau xoay quanh Seiji và là cái kết cho cái phần phim xàm xí này. Với mình thì phim nó cứ tục tục kiểu gì á, đánh đấm thì không nhiều nhưng mà có đánh thì cha nội Seiji chín cái là xong xuôi. Nhưng có vẻ giáo đoàn ma thần vẫn còn tông đồ, chúng sẽ có những kế hoạch gì khác để hồi sinh ma thần và điều tiêu cực trong Seiji có thật sự kết thúc. Hãy chờ đợi season 3 của phim nha, thời gian season 3 thì mình không có biết tại phim season 2 nó mới ra thôi. À là không phải là người làm ra cái phim này nên là đừng có hối tụi mình là sao chưa có season 3 này nọ nha mấy cha. Muốn thì hỏi nhà sản xuất bên Nhật á chứ đừng có hối tụi tôi, tội tụi tôi lắm. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà trong cái series mới tiếp theo. Bye bye.